Có một vĩ nhân đã từng nói, sống ở trên đời không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đồng bằng ăn cát. Ấy vậy nhưng mà cuộc sống mà, có phải cái gì cũng chính xác tuyệt đối đâu. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với những siêu phẩm không làm nhưng vẫn có của ăn của để của các thủ môn trong thế giới bóng đá. Và những pha cứ thua rùa không thể tả, chẳng làm gì cũng tự nhiên được tôn vinh thành người hùng các bạn nhé. Let's go! Nhìn quả dùng chân siêu mực thế này, không biết Pep Guardiola đã cho thanh niên này vào tầm ngắm chưa nhỉ? Nổi nhẹ cái giá phải trả ra đấy, thầy Pep lo hết. Ông anh ra chân xúc phạt quả căng đấy, nhưng mà như vậy là chưa có đủ đâu. Có chiêu trò nào khó hơn nữa không? Mang ra đây đi. Xúc pen mà cũng làm màu quá bạn ơi, đã thế tôi dùng chân cản phá cho bạn xem nha. Quan trọng nhất vẫn là thần thái nha các con vợ, đừng có đùa với ninja rùa. Nghĩ phải gánh nguyên hàng thủ phế phẩm bên trên mà thấy chán hết cả người. Việc gì cũng phải đến tay. Biết tầm quan trọng của thủ môn chưa các ngài? Liệu mà trao huân chương cho tôi đi. Rồi ai mới là người chơi đầu giỏi hơn trong pha bóng này đây? À thì trái banh không bay vào lưới thì người chiến thắng là anh bạn gác đền chứ còn gì nữa. Tranh cãi gì lên phường trình bày nha. Vì vậy cái chiêu thức này sao lại độc đáo như vậy chứ anh hai? Đã dùng chân rồi lại còn pha chút kiếm hiệp nữa à? 10 điểm cho pha xử lý này thôi. Đừng vì khó mà bỏ qua. Nếu đồng đội đã bóp như vậy cũng không sao, chúng ta vẫn còn đó người hùng trong khung thành. Bắt vậy mới đã chứ anh em. Định mặc áo giống anh rồi tung hỏa mù đấy hả? Đâu có dễ dàng vậy cưng. Áo vàng xanh chứng tỏ bắt rất là nhanh, đâu có dễ vượt qua đôi bàn tay này. Ý tưởng dứt điểm từ xa trong tình huống này khá ổn đấy, không tồi đâu. Nhưng xin lỗi, trong vũ trụ này, thủ môn dùng chân giỏi hơn tiền đạo ok. Đâu có dễ qua mặt anh như vậy, chúc chú may mắn lần sau. Đánh đầu thi không người anh em, đùa đấy, quyền hạn của thủ môn cho phép tôi dùng tay nha. À hi hi, đồ ngốc, xí hụt rồi nè. Bình tĩnh đi người anh em, thứ chúng ta cần là siêu tốc độ. Và anh chàng thủ môn này đã đáp ứng được điều đó, siêu. Ở kia, người ta đã tránh bóng chấp nhận an bài rồi mà. Thế không nào vẫn không ghi được bàn là sao pro? Đánh giá hơi gà, cần bồi dưỡng kỹ năng hồi bóng hơn ha. Đây đúng là kiểu khi thượng đế không muốn bạn ghi bàn thì có sút thêm chục quả nữa cũng không thể đưa được bóng vào lưới, ok. Lại thêm một tấm chiếu mới nữa chưa trải rồi, sút táo bạo ha. Xong rồi sao, tất cả cũng chỉ để làm nền cho pha cản phá thân sầu của anh đây mà thôi. À hi hi, đồ ngốc. Quả đá phạt này cũng khó chịu phết đấy, nhưng mà anh đây vẫn tỉnh và đẹp trai lắm, đừng có mơ có siêu phẩm nha. Pha cứu thua bỏ cặp này của Higuita có lẽ đã quá nổi tiếng rồi phải không các con vợ? Hãy cùng thưởng thức lại một lần nữa nào, ảo thật đấy. Má chứ, đang chuẩn bị giơ tay đỡ bóng mà bị máy khứa che mắt chả nhìn được cái gì. May mà người ta vẫn còn trí khôn nên tất cả trong tầm kiểm soát hết. Đúng là chơi bóng bằng đầu luôn khác biệt. Người ta đã nói là hay luôn không thể bằng hên được. Rõ ràng là đã chịu thua rồi mà cuộc dọc vẫn xuất hiện để cứu. Ồ thế thì cho mình xin lại quả bóng thôi nhỉ bạn ơi. Một màn phô diễn kỹ thuật đúng chất đi vào lòng đất. Nhưng mà sao trong cái tình huống xuất ra ngoài khó gấp 100 triệu lần xuất vào trong, thanh niên kia vẫn không thể ghi bàn vậy? Hơi bị độc lạ kata rồi nha. Ô các bác cho em hỏi, quả bóng bay đi đâu rồi ấy nhỉ? À nó vẫn chưa đi vào lưới đúng chứ. Tất cả nằm hết trong tính toán rồi sao mà khác được. Giả vờ chú bé đần tí thôi nha. Nếu bóng đá đưa ra luật trận nào cũng phải lôi nhau đến loạt sút luân lưu 11m thì đội mấy ông áo trắng này chắc xuống tận giải nghiệp dư đá mất. Cái gì mà ông nào cũng sút hỏng hết trơn vậy? Ấy khoan, thời tiết xấu thì đừng có vội ăn mừng, bởi qua thủ môn rồi cũng chưa thể biết bóng đã thực sự nằm gọn trong lưới đâu nhé bồ tèo.
Và rồi, bất ngờ chưa? Không có bàn thắng nào ở đây hết. Quay lại đá tiếp đi, đừng ăn mừng nữa. Lấy đà theo kiểu dền dữ thế này là dở rồi. Người ta biết hết ý đồ rồi tình yêu ạ. Không đập cột thì cũng bị từ chối thôi. Sau phản xạ nhanh hơn nhé. Đừng chơi thái cực quyền ở đây. Ông thủ môn kiểu: wow, đúng là trời độ. Tí nữa là đốt nguyên khung thành mà sau cũng vẫn trở thành người hùng. Trời hôm nay đẹp đấy, xứng đáng cho anh tỏa sáng. Vừa rồi là những pha bóng ăn rùa không thể lộ liễu hơn của các thủ môn. Tự dưng có siêu phẩm cứu thua dù chả làm gì, thế mới ảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.